em đang rất là xúc động luôn á. Đây là một cái lễ cưới trong mơ của em luôn. Đối với em luôn sợ việc phải kết hôn với trăm ngàn những cái điều kèm theo sau khi kết hôn. Nhưng mà cái ngày mà dạm hỏi của mình với cái ngày mà rước dâu cách đây mấy ngày á, em nhìn thấy anh hạnh phúc lắm. Từ lúc đó đó, em nghĩ đây là một cái quyết định đúng đắn. Mình quen nhau cũng đã hơn 10 năm. Em đã cùng anh bước qua rất nhiều nẻo đường. Em đã đi cùng anh nhiều đến mức mà em có thể hiểu được suy nghĩ của anh qua ánh mắt và nụ cười. Và anh rất là nhớ điều đó. Hai đứa mình đã trải qua một hành trình dài để được đứng ở đây ngày hôm nay. Nói hành trình dài á, tại vì người ta là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng mà em là ghét từ cái nhìn đầu tiên. Em không biết Phương ghét em đâu, tại nhìn em là thấy mắt em nó nhỏ thôi. Trải qua cái chặng đường đó thì em càng lúc càng nhận ra là nhiều tính xấu của anh lắm. Em thì hay là phàn nàn, đòi hỏi anh là này là nọ, nói anh là không dành thời gian cho em. Nhưng mà em biết á, ở trên đời này chỉ có gia đình và anh có thể chấp nhận và bao dung chính em về những cái sở thích kỳ quặc của em, thì là cái lễ cưới này nè. Bởi vậy là em muốn anh trở thành một phần trong gia đình của em. Về chuyện tình của chúng mình, anh thấy là mình rất là may mắn. May mắn là anh thấy không quá chông gai. Nhưng mà một điều anh cảm thấy là em rất không vui vì anh không dành nhiều thời gian bên em. Em muốn cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em cả lúc vui và lúc buồn, vì đã săn sóc em lúc ốm đau, vì đã bao dung và tha thứ những lỗi lầm của em, vì đã để em được là chính em, để em được tự do làm những điều em muốn. Kể từ hôm nay, anh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ của chúng mình. Mỗi dịp cuối tuần, anh sẽ đi chơi cùng em. Mỗi đêm, anh sẽ chúc em ngủ ngon. Em hy vọng tình cảm giữa hai đứa mình vẫn sẽ lớn lên từng ngày. Em vẫn sẽ luôn cố gắng để trở nên tốt hơn, chia sẻ những điều mình thích ở nhau, nói ra những suy nghĩ của bản thân, thật lòng góp ý cho cả hai cùng trở nên tốt hơn. Em không dám hứa gì nhiều, nhưng em có thể đảm bảo em sẽ là hậu phương vững chắc và luôn ủng hộ anh, cho dù cả thế giới có chống lại anh. Hôm nay là chương mới, anh muốn cùng em viết tiếp những chương còn lại trong quyển sách, để khi về già mình có thể nhìn lại những chương này và mình cười cùng nhau. Cuộc sống chắc chắn sẽ quan cho mình nhiều thử thách, nhưng em hy vọng mình sẽ luôn bên nhau, hỗ trợ và đồng hành qua những khó khăn. Thì cho dù sau này có ra sao thì em chắc chắn sẽ không hối hận vì đã lựa chọn cưới anh ngày hôm nay. Yêu anh. Em cảm ơn mọi người đã không ngại đường xa, trèo đèo lội suối để đến tới buổi tiệc hôm nay. Con cảm ơn ba mẹ đã đồng ý cho con tổ chức một lễ cưới mà ở Đà Lạt như thế này. Cảm ơn cô dì, cậu mợ, anh chị em, cùng bạn bè của cô dâu và chú rể. Cảm ơn rất chân thành. Cảm ơn những người ở đây đã rất là hỗ trợ em trong cái việc tổ chức này. Cảm ơn Huyền, cái ngày nghỉ lễ của bạn Huyền, bạn đã ra tới đây để đi kiếm cái chỗ này cho mình. Cảm ơn chị Trâm Anh, chị Hằng, chị Ngọc đã hỗ trợ em để lên đây để chụp hình một cái bộ ảnh mà request quá ư là đẹp, ai cũng khen hết luôn. Em rất là hạnh phúc luôn á. Để diễn tả cảm xúc của con thì con không biết diễn tả làm sao. Cảm giác nó là tuyệt vời.